Chào các bạn, thì trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa dùng để làm móc gắn chìa khóa như thế này ha. Đối với những bạn nào mà không thích làm móc gắn chìa khóa thì cũng có thể móc trơn và trang trí cho sản phẩm của mình ha, cho sản phẩm của mình thêm xinh xắn hơn. Ở đây mình dùng len miêu cô tông cũng 125g, sợi len dày tầm khoảng 1.75 đến 2mm và kim móc dùng cho sợi 2mm ha, kim 2.0. Hoặc là các bạn có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len, đầu kim nó sẽ gần bằng sợi len là được ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1 2 Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 14 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, 7 8 9 10 11 12 13 và 14. Khi đã có được 14 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời để kết thúc vòng. Móc lên một xích. Kéo dài sợi len ha, sau đó giữ nguyên vị trí này cho mình. Nắm sợi len ngắn phía sau quất thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Ta sẽ hoàn tất được vòng tròn đầu tiên với 14 mũi kép đơn. Để móc chính giữa của cánh hoa mình sẽ thay màu. Các bạn sử dụng cho mình màu trắng ha. Đưa sợi len ra phía sau mũi móc nè. Thì cái mũi mà mình mới vừa chốt ở cái phần nhụy hoa. Đây, phía trước nó là chân ta vừa móc mũi dời ha. Các bạn đâm kim cho mình vào chân mình vừa móc mũi dời đó luôn. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 Khi đã có được 5 mũi móc xích rồi, ta sẽ móc một mũi kép đôi vào chân móc mà mình vừa móc luôn. Thì mũi kép đôi ta lấy len 2 lần, đâm kim vào chân móc mình vừa móc mũi dời đó. Kéo len qua chân móc. Khi trên kim có 4 mũi móc thì lần lượt kéo len cho mình qua 2 chân móc trên kim cho đến hết. Hai chân trên kia lần thứ nhất nè, tiếp tục lấy len và kéo qua hai chân lần thứ hai, kéo qua hai chân lần thứ ba. Như vậy ta có được một mũi kép đôi ha, và mình sẽ tạo ra được một khoảng trống như thế này. Từ đây mình tiếp tục móc lên một mũi móc xích, sau đó ta sẽ móc luôn vào cái thân chân móc của mũi kép đôi này nè. Các bạn sẽ móc cho mình một cụm như sau, tiến hành lấy len, đâm kim vào cái khoảng trống đó, kéo lên lần thứ nhất nè, tiếp tục lấy lên lần thứ hai, đâm kim và kéo lên vào khoảng trống, tương tự lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám. Lúc này trên kim của mình đã có được một cụm móc như thế này ha. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình lần thứ chín vào cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời đó luôn, cũng lấy len nè và đâm kim vào chân móc đó, kéo len
Ta được một cụm dày như thế này rồi thì kéo len cho mình qua hết chân trên kim hả? Thả lỏng cho mình ngón tay ra thì mình kéo len sẽ dễ dàng hơn hả? Sau khi đã kéo được sợi len qua hết các chân móc trên kim thì từ đây mình sẽ móc lên 5 mũi móc xích nè. Đây sẽ là móc xích thứ nhất ha. 2 3 4 và 5 nè. Có được 5 mũi móc xích rồi, di chuyển kim tiếp tục đến chân móc mà mình bắt đầu móc. Móc vào đó một mũi dời. Ta sẽ có được lòng trong của cánh hoa như thế này. Để tiếp tục móc lòng trong của cánh hoa thứ hai, các bạn dời cho mình qua 3 chân móc. Đây, chân đầu tiên móc một mũi dời nè. Tiếp tục mũi dời thứ hai cho chân móc thứ hai. Mũi dời thứ ba cho chân móc thứ ba. Từ cái chân móc thứ ba này mình sẽ tạo ra một cái lòng trong của cánh hoa tương tự như thế này. Các bạn cũng móc lên 5 mũi xích. Móc một mũi kép đôi vào chân móc mà mình vừa móc. Lấy len hai lần. Đâm kim vào chân móc. Kéo len, sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến hết. Lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Có được khoảng trống như thế này rồi, lên một xích và lần lượt lấy len đâm kim vào đây 8 lần liên tiếp. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, lần thứ tám và lần thứ chín đâm kim vào chân móc của cánh hoa đó. Sau đó lần lượt kéo len qua hết chân móc trên kim nè, kéo một lần qua hết luôn hả? Sau khi đã kéo qua hết rồi thì từ đây sẽ lên 5 mũi xích. Mũi thứ nhất nè. 2 3 4 5. Di chuyển kim đến chân mà mình móc cánh hoa đó, đâm kim vào đó móc một mũi dời. Ta sẽ có được lòng trong của cánh thứ hai ha, dời kim vào 3 chân móc nè. 1 Chân thứ hai. Chân thứ ba. Từ đây sẽ móc tiếp lòng trong của cánh hoa thứ ba và móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Khi đã tạo được lòng trong của 5 cánh hoa rồi, ta sẽ còn lại một chân móc cuối cùng, một chân của mũi dời và chân móc mà mình bắt đầu móc cánh hoa đầu tiên, thì các bạn sẽ dời cho mình vào 3 chân này ha. 1 nè, tiếp tục chân tiếp theo là chân của mũi dời của phần nhụy hoa ha. Và giờ đến chân cuối cùng là chân mà mình bắt đầu móc cánh đầu tiên. Kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len thừa lúc này đang nằm ở bên trên nè. Ta đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Ta hoàn tất được 5 lòng trong của cánh hoa ha. Bây giờ mình sẽ viền lại cái phần cánh. Ở cái nút ban đầu mà mình chừa ra của phần nhụy hoa nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân nằm chính giữa, sau đó kéo nút qua chân móc. Mũi móc của mình lúc này đang nằm ở chính giữa của hai cánh hoa đầu tiên và cuối cùng nè. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình vào cái thân của 5 mũi móc xích mình tạo đầu tiên. Móc vào cái khoảng trống này nè. 8 mũi móc đơn ha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8.
Khi đã có được 8 mũi móc đơn và khoảng trống đó rồi thì cái chân móc kế tiếp nằm chính giữa của cái cụm mà mình tạo ở dưới á, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân mình vừa móc mũi móc đơn đó thêm một mũi móc đơn nữa ha. Ta sẽ tạo được độ nhọn của cánh hoa nè. Phần thân hông còn lại của cánh này, lúc này mình sẽ còn lại 5 mũi móc xích và có một cái đường móc của cái cụm ở bên dưới nè. Thì các bạn sẽ móc luôn cho mình vào hai cái đường này ha. Móc luôn vào đó 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Để hoàn tất được cái cánh hoa này, các bạn sẽ tiến hành di chuyển kim cho mình đến chính giữa của cánh hoa này và cánh hoa kế tiếp, tức là ba cái mũi giờ mà mình gây nên ở đây nè. Ta sẽ đâm kim vào cái mũi giờ thứ hai ha. Đâm kim vào đó móc một mũi giờ. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái cánh đầu tiên như thế này. Để tiếp tục cánh thứ hai thì tương tự ha, khoảng trống này móc 8 mũi móc đơn. Tương tự giống như cái cánh hoa này nè. Thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi hoàn tất được cánh thứ hai thì ở cánh thứ ba mình sẽ tạo khoảng trống để mình luồn vào cái khoen để tạo móc khóa ha. Thì cũng tương tự nè, móc vào thân này 8 mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8. Được 8 mũi móc đơn rồi, tiếp tục đâm kim vào chính giữa của cụm mà mình móc ở bên trong nè, móc một mũi móc đơn. Sau đó từ đây thay vì móc lên 3 mũi xích giống như các cái cánh ban đầu thì ở đây các bạn sẽ gây nên cho mình 8 mũi xích, tức là cái khoảng trống này nó sẽ tạo độ rộng ha. Móc lên 8 mũi móc nè. 2 3 4 5 6 7 8. Được 8 mũi móc xích rồi, tiếp tục đâm kim vào chân mình vừa móc mũi móc đơn đó, móc tiếp một mũi móc đơn nữa. Như vậy là mình sẽ có được một cái khoảng trống để mình luồn vào khoen làm móc khóa ha. Tiếp tục cái cánh này thì cũng tương tự, đâm vào cái khoảng trống này nè, móc luôn cho mình vào cái sợi len thừa đó ha. Móc vào đây 8 mũi móc đơn. Ba, bốn, năm, sáu, bảy và tám. Để kết thúc cánh hoa này cũng tương tự nè, đâm kim vào chính giữa và móc vào một mũi dời. Sau đó ở các cánh còn lại thì làm tương tự giống như những cánh ban đầu ha. Móc cho đến cuối. Sau khi đã hoàn tất được 5 cánh hoa rồi, cuối cùng của cánh hoa này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình bắt đầu luồn cái sợi len màu hồng á. Móc cho mình một mũi dời. Sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len thừa thì ta cũng dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời,
kéo sợi len thừa ra phía sau và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Khi đã giấu hoàn tất được sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu hoa như thế này. Các bạn sẽ luồn cho mình phần khoen vào trong cái khoảng trống mà mình chừa ở bên trên á, thì mình sẽ có được một mẫu móc khóa xinh xắn như thế này ha. Những bạn nào mà không thích làm móc khóa thì các bạn có thể móc các cái cánh hoa tương tự như nhau, sau đó mình sẽ dùng để trang trí cho những sản phẩm handmade khác ha. Chúc các bạn thành công!